những nguyên tắc thành công, cung cấp những nguyên tắc thực tế và chi tiết, giúp cho bất kỳ ai cũng có thể hướng đến một cuộc sống thành công và viên mãn. Tác giả Jack Canfield dựa trên những câu chuyện, giai thoại từ những người đã đạt được mục tiêu đầy tham vọng và những trải nghiệm về cảm giác khi đạt được thành công cao. Cuốn sách này dành cho ai? Bất kỳ ai muốn học các nguyên tắc để thành công đã được chứng minh. Bất kỳ ai khao khát có một cuộc sống có ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Bất kỳ ai sẵn sàng thay đổi thói quen và theo đuổi ước mơ của mình. Jack Canfield là một tác giả có lượng sách bán chạy nhất và là một huấn luyện viên thành công. Ông là đồng sáng lập bộ sách trên 250 cuốn đầy cảm hứng mang tên Súp gà cho tâm hồn và 40 cuốn trong số đó đã trở thành những cuốn sách bán chạy nhất của New York Times. Ông cũng là tác giả của Dám thành công và Bí quyết để đạt được ước mơ và là một diễn giả nổi tiếng và nhà huấn luyện doanh nghiệp rất được kính trọng. Bạn có cảm thấy bế tắc không? Có thể kiếm được nhiều tiền hơn trong cuộc sống của mình không? Bạn có ghen tị với những người theo đuổi ước mơ của họ trong khi bạn phải vật lộn với việc bắt đầu với bước đầu tiên không? Nhiều người trong chúng ta đang chật vật với những câu hỏi, mối quan tâm về vấn đề này nhưng không biết làm thế nào hay tìm câu trả lời ở đâu. Những nguyên tắc thành công có thể giúp bạn vượt qua và bắt đầu đạt được những tiến bộ thực sự để hướng đến thành công trong cuộc sống của bạn. Tựa sách này phát thảo những nguyên tắc phổ biến và vượt thời gian để giúp bạn đạt được thành công chưa từng có, cả về cá nhân và sự nghiệp. Bạn sẽ khám phá ra những cách áp dụng những nguyên tắc này trong cuộc sống của chính mình và nhận thấy sự khác biệt mà chúng có thể tạo ra. Bạn sẽ khám phá ra cách mà bạn có thể chết cống nhờ sức mạnh của suy nghĩ trong bạn. Tại sao bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình? Tại sao thay đổi suy nghĩ lại là bước đầu tiên để hiện thực hóa ước mơ của bạn? 1. Ngừng than phiền và bao biện, hãy chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính bạn. Điều đầu tiên bạn cần hiểu rằng, trên hành trình đi tới thành công, trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của bạn, bạn là người định hướng chính cho cuộc sống của mình. Thật quá dễ dàng nếu chỉ phàn nàn về hoàn cảnh của bạn. Nhưng nếu bạn chú ý hơn đến cách mà bạn đang sống và những lựa chọn mà bạn đang thực hiện, bạn sẽ sớm biết rằng liệu mình có đang đi đúng hướng để đến thành công hay không. Hãy tự hỏi bản thân, bạn đang làm gì hoặc không làm gì đã khiến bản thân mình như thế này. Nếu mục tiêu của bạn là giảm cân, bạn cần lưu ý về lượng calo tiêu thụ hàng ngày và mức độ vận động của mình. Thành thật với bản thân, bạn có ăn uống đầy đủ không? Bạn có nên cắt bỏ sô-cô-la hay đồ ăn vặt không? Không ai nói rằng thay đổi là dễ dàng cả. Nó đòi hỏi sự kỷ luật, sự bền bỉ và cả quá trình. 2. Tìm ra mục đích sống sẽ giúp bạn xác định rõ hơn thành công có ý nghĩa như thế nào. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không chắc chắn về thành công của chính mình? Hãy thư giãn, bạn không đơn độc. Hãy sống chậm lại và dành chút thời gian để chiêm nghiệm. Một trong những bước đầu tiên để đạt được thành công cá nhân, đó là suy nghĩ về lý do tồn tại của bạn. Tự hỏi, tại sao bạn lại ở đây, trên trái đất này? Bài tập này có thể giúp bạn hiểu ra được mục đích sống của bạn là gì. Để tìm ra mục đích sống, hãy xác định hai đặc điểm tính cách mạnh nhất của bạn, mô tả cách mà bạn tương tác với người khác và sau đó tưởng tượng thế giới lý tưởng của bạn. Một khi bạn đã làm được điều này, hãy kết hợp chúng thành một kết luận về mục đích sống của bạn. Bạn có thể nghĩ ra, mục đích của tôi là dùng sự trung thực và đam mê của bản thân để truyền cảm hứng cho những người khác đi lên trong sự nghiệp, đóng góp cho thế giới, nơi mà mọi người có sự nghiệp hoàn thiện. Bước tiếp theo là tạo ra một tầm nhìn, một bức tranh tinh thần về tương lai hoàn hảo của bạn, trông sẽ như thế nào, công việc hoàn hảo của bạn sẽ là gì, bạn sẽ có bao nhiêu thời gian rảnh, những kiểu bạn bè mà bạn chơi. Khi bạn đã có trong đầu tầm nhìn của mình, hãy chia nó thành những mục tiêu nhỏ hơn, đầy tham vọng, cụ thể và hữu hình. Bạn muốn đạt được điều gì và bạn sẽ dành bao nhiêu thời gian để đạt được điều đó? Xác định mục tiêu cho mọi bước trong tầm nhìn của bạn, bạn sẽ thu hẹp khoảng cách giữa thực tế và thành công cuối cùng của bạn. 3. Khi hình dung giấc mơ của mình, bạn có thể nhìn thấy, ngửi thấy và cảm nhận như thể nó có thật. Làm thế nào để bạn vượt ra khỏi vùng an toàn để đạt được ước mơ? Hai phương pháp, khẳng định và hình dung có thể giúp bạn. Sự khẳng định bắt đầu khi bạn nêu ra mục tiêu của mình như thể nó đã được thực hiện trong một câu hoàn chỉnh. Những lời khẳng định hiệu quả nhất là ở ngôi thứ nhất, tích cực và đúng trọng tâm. Điều quan trọng nữa là thêm vào câu khẳng định của bạn rằng bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi đạt được mục tiêu. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng các suy nghĩ sẽ lưu lại trong trí nhớ của chúng ta tốt hơn khi một suy nghĩ đó được kết hợp với một cảm xúc mạnh mẽ. Sau khi bạn đã tạo ra các khẳng định của mình,
hãy kết nối từng lời khẳng định với một hình ảnh sống động về lời khẳng định của bạn, được gọi là hình ảnh hóa. Thêm âm thanh, mùi vị vào bức tranh tinh thần của bạn. Bạn càng lấp đầy hình ảnh của mình bằng những cảm xúc và chi tiết giác quan, thì bạn càng cảm nhận được điều đó. Càng cảm nhận điều một cách mãnh liệt, càng giúp bạn có thêm sức mạnh và động lực để đạt được mục tiêu. 4. Hãy kiên trì, đừng bao giờ nhượng bộ và không ngừng luyện tập. Bây giờ bạn đang trên con đường đạt được thành công, bạn sẽ cần trang bị cho mình những khó khăn tiềm ẩn, và nếu bạn phụ thuộc vào người khác, bạn có thể bị từ chối. Từ chối chỉ là một cú hích trên con đường thành công. Nếu ai đó nói không, chỉ cần tiếp tục cố gắng cho đến khi ai đó nói có, đồng thời hãy ghi nhớ bước tiếp theo. Trên con đường hướng tới cuộc sống mơ ước của bạn, bạn cần phải hết sức với những gì bạn làm. Một nguyên tắc quan trọng cần tập trung, đó là hãy hết mình với đam mê. Đừng ngại ngùng hay sợ hãi, mà hãy tiếp tục cố gắng và tiến tới mục tiêu của bạn từng bước một. Về tác giả Debbie Macomber, cô ấy đã mất 5 năm làm việc chăm chỉ trước khi bán được cuốn sách đầu tiên của mình. Cô đã viết trong 2 năm rưỡi, trong khi nuôi con của mình. Để thêm áp lực, chồng cô muốn cô từ bỏ ước mơ và đi làm trở lại. Tuy nhiên, Macomber biết mình có thể làm được và đã dành thêm 2 năm rưỡi để theo đuổi ước mơ của mình, mặc dù tiền thì eo hẹp, không bao giờ đi du lịch và còn bị mất ngủ. Cuối cùng, điều đó thật xứng đáng, cô ấy đã xuất bản hơn 100 cuốn sách và nhiều cuốn đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất. 5. Với những dự án chưa hoàn thành, hãy thực hiện, ủy quyền, trì hoãn hoặc hủy bỏ nó. Bây giờ chúng ta đã khám phá các nguyên tắc cơ bản của thành công. Hãy tập trung vào một số công việc bạn cần hoàn thành trước khi bạn thực sự có thể đạt được ước mơ của mình. Đầu tiên, bạn cần giải quyết những công việc chưa được hoàn thành. Bạn có bất kỳ dự án nào mà bạn đang làm dở chưa? Bạn cần dọn dẹp tủ quần áo của mình hay hoàn thành các khoản thuế của năm ngoái. Những điều nhỏ nhặt này có thể lấy đi nguồn năng lượng quý giá từ việc đạt được những mục tiêu lớn hơn của bạn. Hãy xem nó theo cách này. Tốt hơn là có 5 dự án đã hoàn thành hơn là 15 dự án mới chỉ hoàn thành một nửa. Một phương pháp hữu ích là lên lịch cho một ngày cuối tuần hoàn thành, ngày mà bạn dành thời gian để giải quyết tất cả các công việc chưa hoàn thành của mình. Hãy rõ ràng và dứt khoát, hoặc thực hiện nó, ủy quyền nó, trì hoãn nó, hoặc hủy nó đi. Mặc dù việc chọn trì hoãn một dự án nghe có vẻ không hiệu quả, nhưng nó khác với việc bỏ luôn dự án ở chỗ, là bạn quyết định loại bỏ dự án đó một cách có ý thức. Việc dọn dẹp này không chỉ áp dụng cho những thứ hữu hình trong cuộc sống của bạn, mà còn cho các mối quan hệ của bạn. Những người đã tìm thấy sức mạnh để tha thứ hoàn toàn có thể đạt được những kết quả đáng kể. Trong một số đó, họ không còn mắc các bệnh như đau nửa đầu mãn tính, táo bón hay các bệnh khác. Một người đàn ông thậm chí đã giảm 6 cân trong vòng 2 ngày mà không cần thay đổi chế độ ăn uống của mình. Một kỹ thuật hiệu quả mà bạn có thể sử dụng để giúp bạn tha thứ cho ai đó là viết một bức thư sự thật toàn diện để trút giận. Viết ra những điều khiến bạn tức giận và bạn sẽ nhận thấy rằng thừa nhận nỗi đau và mối hận thù là bước đầu tiên để được tha thứ. 6. Bạn là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình mỗi khi suy nghĩ tiêu cực. Bạn thường là kẻ thù lớn nhất của chính mình. Hầu hết chúng ta đều nuôi dưỡng những suy nghĩ tiêu cực về bản thân, cái gọi là niềm tin hạn chế, nơi chúng ta khắc phục những điều chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể làm. Để thành công, bạn cần phải loại bỏ hoàn toàn những suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn nhận đủ sâu, tình yêu bản thân thường được tìm thấy ẩn dưới những lời chỉ trích bản thân. Bạn có thể nghĩ, tôi béo và lười biếng, nhưng nếu bạn xem xét suy nghĩ này, điều bạn thực sự đang nói là, tôi sợ hãi. Bạn sợ rằng mình có thể bị ốm do thừa cân, và trong quá trình tự kiểm điểm đó, bạn đang yêu cầu bản thân chăm sóc cơ thể tốt hơn. Bạn thực sự đang nói bên trong, tôi quan tâm đến bản thân mình, tôi muốn khỏe mạnh và cường tráng, và tôi xứng đáng cảm thấy tuyệt vời về cơ thể của mình. Đây là một biểu hiện của sự yêu thương bản thân. Bằng cách chuyển từ phán xét sang thừa nhận nỗi sợ hãi, yêu cầu hành động và sau đó thừa nhận tình yêu, bạn sẽ bắt đầu thay đổi niềm tin hạn chế của mình thành những suy nghĩ tích cực và có lợi. 7. Xây dựng một nhóm hỗ trợ đầy đủ có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Bản thân có quyết tâm là điều quan trọng trên con đường dẫn đến thành công của bạn, nhưng bạn không thể tự mình bước đi trên con đường đó. Những người thành công cao luôn có những người khác truyền cảm hứng hoặc cố vấn cho họ trong suốt chặng đường dài. Một điều bạn có thể làm là tạo một nhóm hỗ trợ. Bạn có thể làm điều này bằng cách tập hợp những cái gọi là nhóm những người làm chủ, một nhóm hỗ trợ gồm những người mà bạn có thể chia sẻ về ý tưởng cũng như khó khăn.
một cách hữu hiệu khác mà bạn có thể tìm thấy sự hỗ trợ là xác định một người cố vấn. Mặc dù việc hỏi lời khuyên từ bạn bè hoặc đồng nghiệp là điều hấp dẫn, nhưng việc hỏi những người đã đạt được những gì bạn muốn sẽ hữu ích hơn nhiều. Bạn không cần phải e ngại khi tiếp cận những người thành công, vì hầu hết họ cũng sẽ mong muốn chia sẻ công thức thành công của họ cho bạn. 8. Tạo mối quan hệ trung thực và có ý nghĩa. Để đạt được nhiều lợi ích nhất từ mạng lưới hỗ trợ của bạn, trước tiên bạn phải đặt nền tảng vững chắc về sự trung thực và đánh giá cao để xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa. Sự thật có thể rất đáng sợ, nhưng chúng ta phải thành thật nếu chúng ta muốn tạo và thúc đẩy mối quan hệ của chúng ta với những người khác. Ngoài sự trung thực, sự đánh giá cao của người khác thường bị đánh giá thấp trong các mối quan hệ. Trong một nghiên cứu ở khoảng 200 công ty, nhân viên cho rằng sự đánh giá cao là động lực số 1 trong danh sách 10 chủ đề tạo động lực. Trong khi đó, các nhà quản lý và giám sát chỉ xếp hạng đánh giá cao ở vị trí thứ 8. Rõ ràng là chúng ta muốn được đánh giá cao hơn trong công việc. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo ý mình bằng cách thể hiện sự đánh giá cao đối với người khác. Nhưng điều quan trọng, hãy thực tế nhất có thể. Bạn không nên che giấu sự thật khi điều đó cần phải nói ra, nhưng cũng nhớ biết ơn và cảm ơn những người đã ủng hộ bạn. 9. Trở thành một người giàu có ý nghĩa hơn nhiều so với việc có nhiều tiền. Bạn có từng bị ngộ nhận rằng tiền là gốc rễ của mọi điều xấu xa không? Nếu vậy, bạn cần xác định lại ý nghĩa của sự giàu có đối với bạn. Hầu hết chúng ta nghĩ rằng sự giàu có chỉ là về tiền bạc, tài sản, của cải của chúng ta. Tuy nhiên, nó còn nhiều hơn thế nữa. Sự giàu có còn chứa đựng các khía cạnh trí tuệ và con người. Về tài sản tài chính, bạn có thể hỏi: tôi có mục tiêu gì cho tài sản của mình và tôi muốn sở hữu cổ phiếu và trái phiếu nào? Ngoài tài sản hữu hình, hãy thử xem các mối quan hệ, sức khỏe, đạo đức và thói quen của bạn kết nối với cách bạn tạo ra của cải như thế nào. Cũng nên xem xét trình độ học vấn, danh tiếng và kỹ năng của bạn. Ghi nhớ những yếu tố này, bạn có thể bắt đầu làm sự giàu có của mình có lợi cho mình. Nhiều người thành công về tài chính coi tài sản con người và trí tuệ của họ quý hơn tài sản tài chính. Lý do là sức khỏe, hạnh phúc và các mối quan hệ là nền tảng cho sự thành công lâu dài về tài chính. Một yếu tố khác sẽ bổ sung đáng kể cho hạnh phúc cá nhân của bạn là cống hiến thời gian của bạn cho một mục đích xứng đáng. Giúp đỡ người khác có tác dụng đáng kể trong việc giúp chúng ta cảm thấy hài lòng trong cuộc sống. Các nghiên cứu về tình nguyện đã chỉ ra rằng những người giúp đỡ người khác tận hưởng cuộc sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, những người trong chúng ta bắt đầu hoạt động tình nguyện và giúp đỡ người khác khi còn trẻ sẽ có nhiều khả năng thu được lợi ích cho thành công sự nghiệp sau này. Hãy xem xét nguyên nhân nào gần với trái tim của bạn nhất. Ví dụ, nếu bạn thích đọc sách, bạn có thể tình nguyện đọc cho người mù. Bạn thậm chí có thể bắt đầu kinh doanh làm sách cho người mù. Để tận dụng tối đa những gì cuộc sống có thể mang lại, bạn cần phải trở nên giàu có, nghĩa là nhiều hơn là chỉ có tài sản tài chính. Thông điệp chính của tựa sách này là bạn có thể đạt được những tham vọng lớn nhất của mình, nhưng cần phải có phương pháp. Tuân theo và thực hành các nguyên tắc thành công trên sẽ là hành trang cho bạn đạt được các mục tiêu lớn hơn và có được một cuộc sống mơ ước. Trước hết, hãy gạch bỏ những việc còn dở dang trong danh sách việc cần làm của bạn ngay hôm nay. Bắt đầu từ những điều đơn giản sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Chúc bạn luôn hiệu quả. Comment những tựa sách bạn đề xuất review, đăng ký kênh Mikko Bookie để xem trước bản tóm lược các tác phẩm kinh điển hàng tuần. Và tất nhiên rồi, chia sẻ tóm tắt sâu sắc này tới mọi người.